Xin chào bạn, tôi Tú Phan, nhân mạng trên trang web là phan.tu.com. Thì video này tôi sẽ chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm khi mà chúng ta bắt đầu test cho game bạn. Test trên điện thoại iPhone hay là các điện thoại Android á. Thì tôi cái quy trình tôi làm gì nè, thường là tôi làm chính là trên cái máy Windows bạn. Thao tác cho nó nhanh, cho nó dễ. Lúc tôi dựng trò game á. Thao tác dựng hình ảnh rồi nói chung chỉnh sửa các kiểu cho nó dễ. Sau khi tôi hoàn thiện rồi á thì tôi mới lấy cái file kết quả cuối cùng bên Vport á, tôi đưa qua bên máy tính Mac của Apple để tôi test trên iPhone. Tại vì theo tôi được biết á, cái phần mềm Vport á, nó tương thích tốt cho cái điện thoại iPhone hơn, nên tôi lấy cái điện thoại tôi test rồi. Tôi test thử coi nó có mượt mà không các bạn ha. Thì khi mà tôi bắt đầu tôi xuất, đầu tiên là tôi copy bằng, tôi lưu cái file Vbox lại, sau đó tôi copy qua bên máy Mac, rồi tôi mở máy Mac lên, tôi mở cái phần mềm Vbox. Thì có cái hay là phần mềm Vbox á, bạn mở cái file đó hai bên đều được hết, cùng một cái file mà bạn mở bên Windows rồi mở trên máy tính Mac cũng được, với điều kiện là phải cùng cái phiên bản với nhau bạn. Ví dụ như Vbox đây là tôi đang sử dụng chung phiên bản là 3.3.7 trên Windows, trên máy Mac thì cũng tương ứng với phiên bản này luôn. Còn nếu mà bạn mở những phiên bản nào mà cấp cao hơn là không được ha. Ví dụ như là hồi trước tôi sử dụng Windows là 3.3.5 ví dụ vậy, mà qua bên ví dụ như giờ, xin lỗi, ví dụ như giờ Windows mà tôi sử dụng 3.3.7 đi, mà tôi qua bên máy Mac mà tôi sử dụng phiên bản 3.3.5 nó thấp hơn thì bên trên máy Mac nó mở không được. Nó tương tự những cái phần mềm khác thôi, cái mà cập nhật của phía sau đó, thì chúng ta mở được những file trước, những file cũ hơn, nhưng mà ngược lại thì không được ha. Rồi thì có cái điều lưu ý khi tôi chuyển cái file ở bên cái file Vbox bên qua bên máy tính Mac á, thì có cái vấn đề là thường là thì bị lỗi thiếu phông các bạn, lỗi thiếu phông lúc nào cũng vậy ha, tôi thường hay quên lắm, nên trước khi bạn copy cái file mà qua bên máy tính Mac đó, Vbox á, thì bạn phải kèm theo cái phông nữa, những cái phông trong đây nè bạn, phông nè. Thì cái này là tôi coi cái tên nó thôi, còn thực chất đó là tôi lấy cái tên này á, tôi một là tôi kiếm trên máy tính Windows tôi có sẵn, mà ban đầu tôi khi tôi cài làm cái Vbox trên máy tính Windows nè, còn không tôi làm biến đó, thì tôi lên đại lên trên Google rồi gắn từ khóa là tên của cái phông này, là tôi kiếm ra cái phông đó rồi tôi đưa trong máy tính Mac. Lưu ý ha, tôi thường hay quên lắm, chúng ta phải cài đặt phông, những cái phông mà chúng ta cần sử dụng trong cái file trò game này nè đó, thường qua bên máy tính Mac là tôi quên lắm. Rồi ok, chỉ lưu ý gì thôi. Rồi còn giờ tôi sẽ nói sơ cái quy trình khi mà ta kiểm tra bạn. Thì đối với tôi thường tôi kiểm tra 3 phần bạn, một là phần hình ảnh, hai là phần nội dung, ba là phần âm thanh, ba phần ha. Thì ta tách riêng ra, tôi kiểm tra từng cái ok rồi tôi mới tới cái tiếp theo. Thứ nhất là về phần hình ảnh, ví dụ như tôi chơi game thì tôi kiểm tra thôi cái phần hình ảnh đó, nó có bị va chạm như nhau không, nghĩa là giả sử như có cái nào đó nó lố vô cái nhân vật nào đó, hay là hình ảnh nó bị thiếu hay là bị thừa, đó là về vấn đề hình ảnh đó. Thì những hiệu ứng nó xảy ra tương tác với nhau có bị lỗi gì không. Hiện ta chơi chúng ta chỉ tập trung đúng một cái phần hình ảnh thôi. Sau khi chúng ta kiểm xong xong cái phần hình ảnh đó, nó không có bị mà thiếu thừa hay là hụt vô hay là hình ảnh, thì chúng ta thấy coi cái sự tương quan giữa những đối tượng nó, ví dụ như cái này quá to hoặc cái này quá nhỏ đó, ta làm sao cho tối ưu cho cái cảm nhận trải nghiệm của người dùng, ta sẽ xử như chúng ta là khách hàng thì chúng ta chơi như thế nào ta cảm thấy nó đẹp nhất. Đó là rồi tôi kiểm tra theo xong cái phần hình ảnh. Sau khi đó thì chúng ta sẽ tới cái phần gì bạn, nội dung. Thì những cái này bạn đổi cái thứ tự cũng được, nhưng mà tôi thường hay làm gì, hình ảnh trước rồi nội dung, hoặc là nội dung trước rồi tới hình ảnh. Thì nội dung là gì bạn, nội dung là khi chúng ta chơi game á, những cái bạn nào mà làm thường người ta có những cái bộ phận riêng bạn, đâu như là designer game bạn, mà hay nghe nói từ đó là những người mà viết kịch bản nội dung cái game á, thì chúng ta kiểm tra coi game ta khiến ta làm vậy á thì nó có quá khó không. Khi bạn chơi thử á, khi bạn chơi thử trên điện thoại iPhone rồi á, thì bạn chơi thử bạn thấy ở cái trò game ta chơi như vậy là từng cửa một, nó có khó quá không, nó có hợp lý, có logic quá không. Rồi nếu khó quá thì ta giảm cái mức độ khó lại, hoặc là ngược lại thấy chơi dễ quá thì ta tăng cường độ khó lên đó, ta sẽ sắp xếp bố trí lại cho nhân vật chính chúng ta như thế nào, kẻ thù như thế nào cho nó hợp lý, cho nó tương tác, cho chơi game cho cái người chơi người ta cảm thấy là hấp dẫn muốn chơi nữa, chứ không phải là chơi cái thấy chán là bỏ liền đó. Ta kiểm tra cái phần nội dung là gì đó bạn, rồi sắp xếp lại bố cục đồ ha, nội dung như sắp xếp lại bố cục các nhân vật chính là sự tương quan giữa chính và phụ như thế nào đó. Rồi đó là cái phần nội dung, nói chung là lại khá làm sao cho trò game chúng ta chơi cho hay hấp dẫn về mặt nội dung. Rồi sau khi nội dung xong rồi cuối cùng là cái phần gì bạn, phần âm thanh.
Âm thanh thì kiểu nhiều bạn luôn làm tới đây đa số là đuối rồi nếu bạn làm game cá nhân á, do bạn phải làm nhiều thứ quá nên tới cái phần âm thanh thì bạn bỏ xó đó, bạn không có quan tâm kỹ nó. Thì cái phần âm thanh đó thì tôi sẽ kiểm tra gì bạn, kiểm tra là thứ nhất là tương tác giữa những đối tượng với nhau thì nó có âm thanh không, ví dụ như đối tượng chính chạm những đối tượng kẻ thù ví dụ vậy thì nó có âm thanh không. Tôi sẽ kiểm tra là có bị thiếu cái phần âm thanh là tôi chưa chèn gì không. Sau khi kiểm tra cái việc mà có thiếu xong á thì tôi kiểm tra tới cái phần là tương quan giữa các phần âm thanh, nó sẽ như cái âm thanh nền thì nó chỉ là cái mức độ âm lượng rất là nhỏ thôi, rồi những âm thanh tương tác với nhau đó, đánh lộn nữa đánh đấm nữa thì nó sẽ lớn hơn, nó là cái sự đồng nhất về cái volume á, là cái âm lượng á, cái nào nhỏ quá hay là cái nào lớn quá thì nó sẽ theo cái quyết định của chúng ta thì chúng ta chỉnh sửa lại. Nghĩa là tôi để cái máy tính gì đó rồi tôi test trên cái điện thoại thì tôi gắn cái cộng dây cáp các bạn, ví dụ bạn dùng mà tôi đang nói sử dụng bên máy tính Mac hay iPhone hay còn không thì bạn test bên cái Android Studio cũng được, tương tự thôi, làm bên nào cũng được nhưng mà tại tôi thích test bên iPhone hơn. Còn không bạn có điện thoại Android nào tốt đó, thì bạn kết nối thì bạn test bên Android Studio cũng tương tự thôi. Rồi thì tôi để cái máy tính như các bạn, tôi làm thường sau khi tôi làm xong là tôi để máy tính gì đó rồi máy tính đang mở VBox gì đó. Còn cái điện thoại thì tôi kết nối với cái lập trình Xcode hoặc là cái Android Studio á, tôi test trên điện thoại iPhone hoặc là điện thoại Android. Rồi tôi test sau khi tôi test đó, tôi thấy cái chỗ nào mà nó sai á, thì tôi chỉnh sửa liền luôn. Nó như nãy giờ tôi nói các bạn ba nội dung đó, hình ảnh ba phần á, là hình ảnh, nội dung chơi hay kịch bản chơi đó, nói chung là nội dung trò chơi, với cái thứ ba là phần âm thanh nó bị sai gì là tôi sửa liền đó. Thường là tôi làm xong cái tôi test trên điện thoại thì tôi nếu có ở trên máy tính thì tôi sửa luôn, còn không thì tôi rút dây cáp ra, tôi cài được cái trò game trong điện thoại tôi rồi thì tôi đi vòng vòng chơi đó, tôi đi uống cà phê hay là đi đâu ngồi thư giãn ta chơi trò game với chúng ta thì khi chơi thì chắc chắn nó sẽ phát sinh lỗi bạn, không phải là một đâu mà rất là nhiều. Thì sau khi nếu bạn ra ngoài thì bạn hãy ghi note lại, ghi chú lại trên điện thoại là chỗ nào đó hoặc bạn nhớ cũng được, rồi sau đó chúng ta thư giãn vài tiếng đồng hồ gì đó hay là bạn chơi cả ngày luôn cũng được. Thì chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ vào lại cái máy tính mở VBox lên, chúng ta sửa lại những cái lỗi đó, rất là hay và rất là cần thiết luôn bạn. Rất cách đơn giản thôi mà chúng ta phát hiện được rất là nhiều lỗi, giống như những bạn nào lập trình người ta thường hay bị cái gì debug gì đó, gỡ lỗi gì đó, đó thì chúng ta test game cũng vậy thôi. Cái này là chúng ta làm độc lập nên ta làm từ A đến Z luôn, từ việc kiếm hình ảnh vẽ cho đến dựng nội dung và dựng lập trình rồi tương tác rồi đến test game. Test game là giai đoạn gần cuối rồi, sau khi test game thì cái giai đoạn kết thúc cuối cùng nó cũng là xuất bản cho game lên trên App Store hoặc Google Play. Rồi ok ha, vậy cơ bản là xong cái phần mà hướng dẫn các bạn sơ bộ về cái phần mà test game. Còn thao tác kỹ thuật như thế nào á thì cái đó thì sao ta, thao tác kỹ thuật thế nào thì tùy theo trò game mà chúng ta làm gì chúng ta sẽ biết thôi, chứ không thể nào mà hướng dẫn kỹ kỹ các bạn được. Và tôi kết thúc video này bạn ha, tôi Tú Phan đã dẫn bạn trên trang web lập phan cứu.com, hẹn gặp lại các bạn.